một số các phương thức đa chuyên nghiệp khác, tức là liên quan đến và gắn kênh và nó gắn gì đó với thông tin vệ tinh, thì trong bài chúng ta sẽ nhấn mạnh thêm. Thì nội dung đây thì có rất nhiều các nội dung cơ bản các em đã được học, chúng ta ôn lại. Thầy không đi nặng về những giải về các cái tính về công thức, về các loại tính khung, siêu khung, các loại tính nữa, mà ta xem bản chất, xem vấn đề ưu nhược điểm của các loại đa chuyên nghiệp này, hay là về nguyên lý của các phương thức đa chuyên nghiệp ở đây nó như thế nào. Một số các phương pháp nó liên quan đến gắn kênh hay phương pháp về vấn đề giải pháp nguyên lý, đặc biệt làm nào để cho cái trong cái ứng dụng, trong các cái loại hình thức thông tin chung với chung cũng như là trong thông tin vệ tinh thì có đặc thù riêng gì ở đây. Ngoài ra là cái kết nối truyền dẫn nào đó, thì ở đây chúng ta không nói hết thì có thể sang cái phần tổ chức cái mạng vi sát, ta sẽ bổ sung thêm. Ví dụ trong cái mạng hình sao thì chuyên nhập của nó được tổ chức như thế nào. Trong cái bài về trạm không gian chúng ta cũng có nói đến cái bộ phát đáp trong suốt và bộ phát đáp tái sinh. Thì trong bộ phát đáp trong suốt thì ta nói về các cái dạng điều chế đa chuyên nghiệp nó không can thiệp, vệ tinh nó không can thiệp, các bộ phát đáp nó không can thiệp. Nhưng đối với vệ tinh tái sinh thì nó lại giải điều chế tín hiệu băng gốc và tổ chức lại về điều chế cũng như là ghép kênh lại. Thì đấy là một số đặc điểm chúng ta cần mở rộng xem thêm trong cái bài này, tôi là ôn cùng với bài này. Thế ở đây thì không nói lại những điều đó, nó gắn với những bài đó các em cần chú ý thêm. Thế về định tuyến lưu lượng thì chúng ta cũng đi ngắn gọn thêm mấy điểm như này. Có lẽ một vài khái niệm thì trong tài liệu thầy đưa chúng ta không đưa vào lý thuyết cần nghĩ nói thêm nữa, nhưng mà cũng khá rõ như thầy gạch một số các cái giải thích ở đây. Khái niệm thế nào là băng thông, rồi thì dung lượng, rồi lưu lượng, rồi thông lượng. Đó. Thì gần như là băng thông nó là một cái khả năng lớn nhất về một lý thuyết có thể cho phép. Nhưng mà dung lượng thì gần như khả năng đáp ứng. Và nó cho cả một đơn vị đo trên một hệ thống như này. Và lưu lượng thì nó đo đếm cụ thể đơn vị đo ELA. Tương tự như vậy thông lượng, xếp từ trên xuống dưới. Về mặt thì thực tế thì ở dưới nó cái khả năng soi băng thông là khả năng tối đa để cho phép, khả năng tối đa mà hệ thống để cho phép. Và trên thực tế như nào thì bằng các đơn vị đo đếm ở dưới, các khái niệm ở dưới các em xem thêm nhé. Khái niệm lưu lượng vậy thì lướt qua, người ta đi vào phần này luôn liên quan định tuyến lưu lượng. Ví dụ như là để xét một dung lượng để cần đáp ứng cho một mạng, ba mạng, tức là có ba trạm mặt đất. Ví dụ trong các tài liệu đều viết cả, đều đưa ra tài liệu cái bản này, trong tài liệu tiếng Việt tiếng Anh đều có cả. Chúng ta xây dựng thành một ma trận, thành ba trạm ABC này theo hàng ba ngang và ba cột. Thì có về mặt lưu lượng hay dung lượng hay về thông tin nói chung giữa các cái trạm mặt đất ở đây nó diễn ra như thế nào? Vậy rõ ràng là giữa A và A chính nó thì thôi, hoặc B, B chính nó thôi, C, C chính nó thôi. Vấn đề chỉ còn lại là giữa gì? Giữa A với B, A với C, B với A, B với C, C với A và C với B. Như bảng trên, các nhu cầu về trao đổi thông tin với các trạm. Vậy để trao đổi ở đây thì dựa trên cái bảng ví dụ ở đây thì chúng ta hiểu như, về có cách thức nào để kết nối về mặt sóng mang hay trên kênh truyền như thế nào ở đây, hay về mặt định tuyến ở đây là như thế nào. Như vậy có thể có hai, như vậy như đặt vấn đề ở trên ý, thì các em thấy ở đây có thể có hai phương pháp về mặt kết nối hay về mặt định tuyến. Phương pháp thứ nhất là cứ một đường truyền như vậy thì ta kết nối cho nó một sóng ma, người ta gọi là chạm tới chạm. Phương pháp thứ hai là cứ một chạm tôi gán ra một sóng ma, còn trên sóng ma đó thành gửi các gói tin đến các cái chạm còn lại.
thấy ở vấn đề này, người ta quay lại đây. Như vậy ví dụ là từ ba trạm đây này, thì các trạm có nhu cầu trao đổi với nhau, thì có thể ngoại trừ chính nó thì có nhu cầu đối tổ hợp với các trạm còn lại. Ví dụ A và A, B, 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 C, C thì thôi, nhưng vấn đề các trạm còn lại phải có nhu cầu trao đổi và khả năng kết nối theo các kênh thông tin như ở trên, trên ma trận trên. Vì vậy chúng ta thấy là nó có hai phương pháp ở đây để kết nối giữa các cái trạm mặt đất với nhau, giữa các trạm mặt đất với nhau qua sóng mang hay là qua các định tuyến về đường kênh thông tin hay về định tuyến lưu lượng. Thì phương pháp thứ nhất là cứ mỗi một đường truyền ấy thì tôi cho nó cấp cho nó một sóng mang. Phương pháp thứ hai là cứ mỗi một trạm tôi cho một sóng mang. Chúng ta nhớ có hai phương pháp này. Vậy với phương pháp thứ nhất là sóng mang trên đường truyền hay là đường truyền thì cấp một sóng mang ấy, thì từ tổ hợp này chúng ta thấy là có rất nhiều các sóng mang ở đây. Như phần bảng slide trước đó người ta thấy là ngoại trừ chính đó không có, còn lại đều có. Chẳng hạn đây A với B, A với C thì ta phải cho là cứ mỗi một A với B ta cho một đường kênh là đường TAB, A với C là TAC, tương tự vậy là B với A, TBA, TBC, C thì có C, T, CA và TC. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy là với một cái ví dụ là đây ba trạm thì ngoại trừ chính nó cần, nó cần kết nối với hai trạm còn lại, vì vậy ta cần phải 3 × 2 là cần phải 6 sóng mang. Mở rộng ra là nếu như mà có n trạm mặt đất, thì ngoại trừ chính nó thì ta cần có n một trạm còn lại cần kết nối. Vậy thì số sóng mang cần nó là n nhân với n trừ 1. Trên kia là ví dụ 3 ta có cần 6. Ví dụ như 10 trạm đất thì ta phải 10 nhân với 10 trừ 1 nhân với nhóm 10 trừ 1 ta 10 nhân 9, tức ta cần 90 sóng mang. Đấy là cái phương pháp định tuyến thứ nhất. Phương pháp định tuyến thứ hai thì cái sóng mang trên một trạm, có nghĩa là mỗi trạm được cấp một sóng mang. Trên mô hình ví dụ ở đây là A tới BC thì A tới BC được cấp một sóng mang là TAB cộng TAC là 1, B mẹ tới BA BC là 1. Và như vậy mở rộng ra thì ví dụ trên là thấy 3 trạm chỉ cần 3 sóng mang, và N trạm thì cần N sóng mang, và mở rộng 3 trạm là 10 trạm thì chỉ cần 10 sóng mang. Giúp cho phải bám về định tuyến ở đây. Như vậy là chúng ta thấy là nếu như với mỗi một đường truyền một sóng mang thì cái số lượng sóng mang rất lớn so với mỗi trạm một sóng mang. Tuy nhiên vấn đề ta cũng chưa vội kết luận ở đây là cái nào hơn cái nào. Đó. Ta lưu ý một cách tổng quát thì ở đây là như vậy, là còn chưa vội kết luận được. Người ta sẽ đưa vào phần slide sau ra rõ thêm. Như vậy số lượng một vài nhận xét ở đây có thể là chưa đủ chứ. Nhưng ta thử hiểu ở đây nữa nha. Như vậy với phương pháp 1, chúng ta thử nghĩ xem. Rõ ràng cứ mỗi một kênh truyền thì một sóng mang. Có vẻ như thấy phương pháp này thì chắc chắn một điều khẳng định, đó là số lượng sóng mang rất lớn. Mà số lượng sóng mang lớn thì ta chưa biết gì, nhưng mà bằng kiến thức ta đã biết hoặc là ta thấy về mặt tài nguyên có gì đó nó tốn kém.
cần phân bổ tài nguyên cũng như là quá lãng phí. Việc sử dụng xử lý hệ thống thì sẽ phức tạp, tuy nhiên thì phức tạp bây ta có lẽ ta chỉ hiểu trong giới hạn nào đó thôi. Phức tạp đúng không? Phần này ta để phần tranh luận nhé. Thì có lẽ thầy để trong phần này để trong hệ thống. Cái từ phức tạp trong nháy nháy ở đây thì tốt hơn. Làm rõ này một kết luận nó hơi vội. Cái từ phức tạp ở đây. Như vậy xử lý hệ thống sẽ phức tạp. Phức tạp ở đây ở mức độ là ta cần phải phân bổ vấn đề các sóng mang ở khía cạnh phần phân bổ sóng mang cho các hệ thống nào để tránh sự trồng lấn. Chung trong quá trình xử lý thông tin thì nó lại trở lên nó lại không phải phức tạp. Và ưu điểm đây rõ ràng ta thấy là nếu như anh đã được một cấp ổn định như vậy thì cái việc tranh chấp giữa các cái sóng mang giữa kênh nó không có. Và đồng nghĩa nó thì ta cũng có thể hiểu đây là cái có thể là cái độ trễ của hệ thống cũng sẽ thấp, độ trễ của thấp so với phương pháp thứ hai. Và ta cũng có thể khẳng định là nếu như mà hệ thống số lượng sóng mang càng lớn thì cái nhược điểm của phương pháp một đó là cái số lượng tài nguyên nó là tốn kém, à chưa bổ sung đây kém thì bổ sung tài nguyên cũng tốn kém. Còn phương pháp thứ hai số lượng sóng mang giảm hẳn. Ta lấy ví dụ như là 10 trạm mà một đằng là 90, một đằng là chỉ có 10 sóng mang, một đằng 90 sóng mang, rõ ràng là số lượng sóng mang giảm. Để tiết kiệm tức là về hiệu quả về về tài nguyên, về băng thông, về phổ tần, rõ ràng là phương pháp hai là tốt hơn. Tuy nhiên ở mỗi trạm chắc chắn là phức tạp. Vì sóng mang, một sóng mang tin tức cho nhiều nhiều trạm ở đất, nhiều hệ thống khác nữa. Và độ trễ sẽ tăng hơn so với phương pháp một. Tuy nhiên vấn đề ở đây là như này, vấn đề lựa chọn phương pháp nào ấy, mẹ thầy nói ta chưa phụ kết luận. Vì vậy chúng ta còn phụ thuộc vào các nhiều yếu tố ở đây để lựa chọn. Dựa trên các yếu tố ta lựa chọn về giải pháp, về kinh tế, về tài nguyên được cung cấp, về kênh hay băng thông vệ tinh, hay lựa chọn về cái giải pháp kỹ thuật đa chứ nhỉ. Rất nhiều yếu tố mà ta thể tùy thuộc mà ta thể sử dụng. Nhìn chung thì với số lượng chạm mặt đất ít, nhìn chung nếu mà với số lượng chạm mặt đất ít và tài nguyên của chúng ta có dư thừa và đòi hỏi là kênh truyền là ổn định và với dung lượng lớn với tốc độ cao thì phương pháp một là sự lựa chọn cần thiết. Còn đối với số trạm mặt đất lớn, tài nguyên có hạn, và với các dung lượng của trạm đất là không lớn lắm, thì phương pháp 2 là sự lựa chọn tối ưu. Và trên thực tế, chính những hệ thống vi sát người ta gọi là hệ thống dung lượng nhỏ hay là dung lượng khẩu độ anten khẩu độ rất nhỏ hay dung lượng nhỏ chạm đất cỡ nhỏ thì chúng ta thấy ứng dụng phương pháp 2 là ta hay được nhắc đến nhiều. Tôi nói lại nhé, chúng ta hiểu chỗ này không? Ta nhớ lại, ta xem lại chỗ này. Với phương pháp thứ nhất thì số lượng sóng mang lớn thì xét một cách sơ lược sơ bộ người ta thấy nếu chạm đất lớn thì số lượng tài nguyên cần rất lớn và lãng phí. Thế tuy nhiên là đường truyền ổn định không sự tranh chấp với các kênh và có thể cho phép tăng ở với tốc độ cao với dung lượng lớn. Và vấn đề điều khiển phức tạp đây, nếu số lượng lớn thì điều khiển phức tạp là với số lượng phức tạp là số lượng của các cái phân bổ các đời số sóng mang đánh sự xuyên nhiễu vân vân rất nhiều các yếu tố khác thì nó trở nên là phức tạp hơn. Còn phương pháp thứ hai thì số lượng sóng mang giảm đi rất nhiều. Đấy, sơ bộ ta thấy là về tài nguyên hiệu quả sử dụng tài nguyên tốt. Tuy nhiên cái độ trễ tăng, độ trễ tăng, độ phức tạp hệ thống. Thế lựa chọn phương pháp nào thì còn một hay hai thì rõ ràng phụ thuộc vào nhiều yếu tố
dựa trên về giải pháp kinh tế hiệu quả về mặt kinh tế, về mặt tài nguyên được cấp phép. Và từ đó nó gắn với các kỹ thuật đa chuyên nghiệp ở đây áp dụng. Người ta lựa chọn giải pháp nào cho nó phù hợp. Thì phương pháp 1 thì có thể áp dụng với những số lượng mà số lượng chạm một đất lớn. Thầy xin lỗi, số lượng chạm một ít mà nhỏ. Và nhu cầu đáp ứng với các cái đường truyền với tốc độ cao và đòi hỏi ổn định. Còn ngược lại phương pháp 2 thích hợp với các chạm một đất, số lượng chạm một đất là lớn và có thể dự trữ tăng ra số lượng chạm một đất tiếp theo. Tức là cái xu hướng phát triển nó còn có thể mở rộng phát triển tiếp theo chứ không phải cố định. Rồi dung lượng nhỏ thì phương pháp 2 là hiệu quả. Và phương pháp 2 chính là sử dụng trong các mạng vi sát thì thường là sử dụng. Thế là về một vài những khái niệm về định tuyến có về lưu lượng mà chúng ta cần nắm. Như vậy nó liên quan đến chuyên nghiệp, chuyên nghiệp và các cái giải pháp kỹ thuật của chúng ta sẽ xét về sau. Một vài khái niệm về đa chuyên nghiệp thì chúng ta cũng cần phải chú ý phân biệt giữa các kênh đa nghiệp chúng ta hay bị nhầm lẫn về mục đích để phân chia các đa chuyên nghiệp khác nhau. Giữa các kênh và chuyên nghiệp chúng ta hay bị nhầm, ví dụ TDM, TMA, CDM, CMA, FDM, FDMA, các nhóm chữ A, chữ AZ, chuyên nghiệp mà. Thế thì ta hiểu đây là ghép kênh nó chỉ là tổ chức như thế nào. Đấy, nói tóm lại thì ta hiểu là trong một thức có nhiều lý giải ở đây, cấu trúc bảy lớp hay nói gọn lại, ngắn gọn lại giữa phần thiết bị kênh truyền. Chúng ta cần phải chú ý là vấn đề ghép kênh đó là cái tổ chức giữa ghép kênh trong tải ghép hay tách kênh ở trên một thiết bị. Hay ta nói là trên một trạm một thiết bị đối vệ tinh ta là tại trạm mặt đất. Còn chuyên nghiệp thì đó là chuyên nghiệp vào cái tài nguyên mà giữa nhiều trạm mặt đất có thể cho phép phân bổ không bị chồng lấn lẫn nhau. Hay đó là giải pháp trên kênh truyền, nó là tần số, nó là khe thời gian hay nó là mã, những phương pháp chuyên nghiệp cơ bản vân vân. Để ta hiểu chú ý điều này nhé, các em thì nó rất dễ hiểu thôi nhưng mà nhiều khi ta hay dễ bị nhầm lẫn. Thế tuy nhiên có một cái khái niệm nó gọi là TDM và TMA, các em phải chú ý trong cái phần truyền dẫn trong mạng vi sát trong tổ chức. Ví dụ giữa các cái mạng vi sát theo hướng inbound, tức là hướng về trạm hấp, thường là được đa chuyên nghiệp theo kiểu là TDMA hoặc là MSTDMA. Tuy nhiên thì hướng outbound, tức là từ hấp đến các mạng vi sát, thì nó lại được tổ chức theo kiểu siêu khung, theo kiểu TDM. Lúc đấy nó không còn là chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp với ghép kênh nó hiểu nó là làm một mất rồi. Thì sang phần đó ta sẽ nhắc lại nhé. Về mục đích của chuyên nghiệp thì chúng ta đã nói về phân bổ, về băng tần, về tài nguyên. Chúng ta đã nói về trạm không gian, đó là về cái bộ phát đáp, tài nguyên được gắn với các bộ phát đáp. Phân bổ băng tần thì chúng ta biết là trong thông tin vệ tinh thì chúng ta có với mục đích thông tin vệ tinh và với thông tin vệ tinh điện tĩnh thì chúng ta đã dùng băng tần C và cả U và đang hướng tới là phát triển cả KA. Với băng C thì tài nguyên thì chúng ta đã khai thác một cách triệt để. Bằng chứng là các quốc gia đã phóng vệ tinh điện tĩnh đầu tiên bao giờ có băng C và được khai thác rất nhanh. Và ngay bản thân vệ tinh VinaSat 1 của Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có 8 một phát đáp băng C và 12 băng cao U. Thế nhưng sang vệ tinh VinaSat 2 thì không có C nữa.
chúng ta đã khai thác kín rồi, chúng ta phát triển tiếp ở băng cao su. Như vậy là chỗ phần nào mà những băng tần mà gọi là ngon lành hay băng tần mà thông tin vệ tinh tốt nhất thì người đã tận dụng khai thác hết, và tài nguyên có thể gọi là kín, và chúng ta cho thuê kín hết. Và tiến tới phát triển tiếp theo phải đến K. Rõ ràng là phổ tần là một tài nguyên có hạn, ta không thể nói là vô hạn được. Làm thế nào để khai thác một cách hiệu quả thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó thì chính ở đây là một giải pháp về đa truyền dẫn, cũng là một trong những mục đích để cho phép khai thác cái hiệu quả về một tài nguyên. Tài nguyên tôi cho chỉ có vậy thôi, nhưng làm thế nào có thể cho phép nhiều người dùng. Thế gắn với mục đích đa chuyên nghiệp trong thông tin vệ tinh đó là gì? Tức là tăng số lượng chạm mặt đất, tăng số lượng chạm mặt đất trong hệ thống. Vậy đối với chạm mặt đất là tôi đối với thông tin vệ tinh là chính là mục đích tôi tăng số chạm mặt đất. Nó làm như vậy. Hay như thầy vừa nói phần trước về bài định tuyến, về định tuyến. Phát thứ hai, nó có thể cho phép dự trữ phát triển với số lượng chạm mặt đất khi mình chia sẻ cái số mỗi chạm của tần số sóng ngoài. Nhưng với pháp 1 thì nó gặp khó khăn đến phát triển số lượng chạm mặt đất. Thế còn đa nhiệt trong mục đích đa nhiệt thông tin vệ tinh như vậy, còn đa khái niệm về đa chuyên nghiệp trong thông tin vệ tinh thì chính là giải pháp thực hiện sao cho nhiều chạm đất cùng truy nhập tới một vệ tinh, hay là một nút cùng truy cập tới một bộ phát đáp mà tín hiệu thì không bị gây nhiễu tới nhau, không gây nhiễu tới nhau. Đây những khái niệm, một số khái niệm cơ bản về phần đa chuyên nghiệp ta cần nhấn mạnh như vậy. Trong mấy câu hỏi trong bộ thi của bộ môn, thầy không ra câu này, nhưng bộ môn trước cũng đưa ra câu hỏi câu tích 0.25 điểm. Thì ví dụ có hai khái niệm thì tích vào đấy 0.25 điểm, đưa ra các phương án, các em không cần phải diễn giải ra các em phải tích. Ví dụ mục đích của đa chuyên nghiệp trong thông tin vệ tinh là gì? Đó là mục đích đa chuyên nghiệp để dễ kết nối thông tin, nào là để cải thiện tăng chất lượng thông tin vân vân gì đấy nọ kia, trong đó có cái mục là để tăng số lượng chạm đất, tăng số lượng người dùng, thì các em chỉ tích vào đây là đã được 0.25 điểm. Thế rồi là ví dụ như vậy, những cái câu như thế này, nếu chúng ta thi trắc nghiệm làm câu này thì những câu 0.25 điểm thì cũng là nếu bằng cái kiến thức thì các em chỉ được tích lên rất là nhanh. Thông thường thì câu 0.25 điểm thì nó chiếm khoảng 3-4 điểm nữa, tùy theo từng năm lên khảo thí thầy lấy cho các thầy quyết định từ 3-4 điểm. Như vậy mỗi một điểm thì ta tích 4 câu thì đã được 1 điểm, đúng 4 câu được 1 điểm. Câu 0.5 điểm phải tính toán thì chiếm 4 câu khoảng 2 điểm. Đấy, còn lại thì là câu tự luận là 4-5 điểm để đủ để ra 10 điểm trên một cái bộ đề. Đấy là liên quan đến thi kết thúc môn. Những phần nào nhấn mạnh mà thầy liên quan đến thảo luận, liên quan thi cử, thầy nhấn mạnh các em lưu ý tiếp. Vấn đề đa chuyên nghiệp thông tin vệ tinh thì một vài ý ở đây thì ta hiểu thêm một chút ở trong tài liệu, đọc các em đọc thêm cho thầy một số vài vấn đề ở đây. Vấn đề là đa chuyên nghiệp đến một kênh của trạm lọc, hoặc đa chuyên nghiệp đến một trạm lọc vệ tinh. Phần này các em đọc thêm, để giải thêm trong cái phần lý thuyết cho thầy nhé. Đọc thêm. Chúng ta sang cái phần nội dung thứ hai, đó là về phân loại. Vấn đề phân loại. Một cái bức tranh phân loại có lẽ là các em không lạ, nó không lạ. Các em đã học ở một số môn. Ở đây
Thì đó là những ba cái phương pháp ban đầu, đó là ba phương pháp đa chuyên nghiệp cơ bản. Có lẽ nhiều môn học các thầy đã nhắc đến và các em đã nghiên cứu rồi. FDMA là đa chuyên nghiệp phân chia theo cái tần số. TMA thì phân chia thời gian. CDMA thì là phân chia theo mã. MSDMA thì là đa chuyên nghiệp phân chia theo thời gian và nhiều tần số hay là đa tần số. SDMA là đa chuyên nghiệp phân chia theo không gian. Theo không gian mà chúng ta đã có dịp nhắc đến trong cái bài chạm không gian. Ví dụ như dùng các bút sóng, các vùng phủ khác nhau, dùng các quân cờ khác nhau. Rồi FMA hay còn gọi là, cũng thể còn gọi là ký hiệu là PAMA. Đấy là đa nhiệm theo kiểu, theo cố định, được ấn định trước, ấn cố định nhưng không thay đổi. Còn DAMA thì đa nhiệm tức là ấn định theo, tức là anh theo yêu cầu. Yêu cầu nào tôi cấp cho anh tài nguyên nhiều, anh cần nhiều tôi cấp nhiều, anh cần ít tôi cấp ít, anh không dùng tôi thu hồi. Tôi có cái linh hoạt linh động hơn. PCMA còn đa nhiệm phân chia theo cặp sóng mang. Cái làm rõ mà cặp sóng mang nghĩa là tôi chỉ có một cái đường lên đường xuống, tôi cấp cho một cặp sóng mang, cùng một sóng mang tôi có thể dùng chung cho đường lên đường xuống mà không bị can nhiễu. Ngoài ra còn một số các loại đa chuyên nghiệp khác nữa, ví dụ như là các đa chuyên nghiệp như OFDMA chẳng hạn, đúng không? Còn rất một số các dạng nữa thì ta sẽ phát triển và bổ sung thêm. Đây là những phần đa chuyên nghiệp cơ bản. Chúng ta sẽ phần đầu ngày hôm nay giải lao vào, chúng ta sẽ làm rõ về ba phương pháp đa nhiệm cơ bản, xem một số các nội dung liên quan đến ưu nhược điểm, đặc điểm chính, cái nguyên lý đa nhiệm nó như nào. Nó rất cơ bản nhưng mà chúng ta lại quên, chúng ta không hiểu. Chúng ta xem là cái đặc điểm chính của nó là như nào, cái phương pháp đa nhiệm ở đây như nào, cái ưu nhược điểm của từng phương pháp đa nhiệm và tính ứng dụng của nó ra sao. Dựa trên ba phương thức cơ bản này thì nó có phương pháp tổ hợp kết hợp của nó có hay không, vấn đề thì nó có. Vậy thì có những phương pháp kết hợp nào? Thì một trong phương pháp kết hợp chính là phương pháp dưới đấy, MFDMA, đó là phương pháp kết hợp giữa FDMA và DMA, phương pháp kết hợp của FDMA. Ngoài ra thì tổ hợp ba kia nó đều có phương pháp kết hợp. Tuy nhiên cái MFDMA là cái ứng dụng một trong những chuẩn của mạng vi sát hiện nay, được ứng dụng rộng rãi. Bây giờ chúng ta chỉ còn chắc là sắp vào A rồi. Nếu nghỉ giải lao vào thì chúng ta sẽ kem chuẩn bị tinh thần ôn lại nhé. Thầy sẽ chỉ định một số nội dung, những cái thầy bổ sung làm rõ, có những cái thì thầy sẽ hỏi. Với FDMA, TMA và CDMA. Nên với CDMA thì các em sẽ học tiếp trong kỳ sau, cô Vân hoặc thầy Trinh sẽ dạy về liên quan với các hệ thống tiên tiến. Chúng ta sẽ còn nói nhiều đến.